3 cách giảm cân hiệu quả, đơn giản tại nhà, ít chi phí. Tôi bác sĩ Đào Kim Ngân, bác sĩ thẩm mỹ nội khoa tại Self Story Dr. Ngân, Long An. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một vấn đề giảm cân tại nhà cực kỳ đơn giản và hiệu quả, và ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện được và không có mất tốn bất cứ một chi phí nào. Cách thứ nhất, đó là khi chúng ta đã quyết định chúng ta giảm cân thì chúng ta phải có gì? Chúng ta cần phải có một cái quyết tâm cao, một quyết tâm cao độ. Tại vì thực sự thì theo các bạn thì giảm cân là khó hay dễ ạ? Theo tôi thì giảm cân phải nói là rất là khó. Tại vì sao ạ? Chúng ta luôn bị cám dỗ bởi những cái môi trường xung quanh, những cái vấn đề ví dụ như chúng ta ẩm thực này, chúng ta đi ăn, đi uống, đi đám, đi tiệc, rồi có những cái món mà rất là hấp dẫn, ví dụ như trà sữa nè, ví dụ như những cái món chiên, món nướng, gà rán, rất là hấp dẫn, thì chúng ta cần phải có một ý chí là cương quyết từ chối những cái vấn đề mà liên quan tới vấn đề mà tăng cân. Thì trước tiên chúng ta cần phải cái đầu có một cái ý chí kiên cường, phải nói là chúng ta phải quyết tâm cao độ để chúng ta giảm cân. Để thực sự là nếu chúng ta không có quyết tâm thì chúng ta rất là dễ lung lay, tại vì chúng ta sẽ dễ bị cám dỗ về thức ăn nè, rồi chúng ta dễ bị nản chí khi mà chúng ta thấy là chúng ta giảm cân không được như ý, hoặc là chúng ta nôn nóng, chúng ta chỉ muốn khi mà chúng ta giảm cân thì chúng ta muốn một thời gian thật là ngắn, chúng ta giảm một số cân là nhiều, nhưng mà thực sự thì khi mà chúng ta giảm cân nhiều quá, nhanh quá thì cũng không tốt cho sức khỏe. Nếu giảm cân tốt thì trong vòng 1 tháng chúng ta nên giảm tối đa là khoảng 2kg thôi, tức là tương đương 1 tuần chúng ta giảm nửa kg là tốt nhất. Nếu chúng ta giảm cân quá nhanh thì vấn đề cơ thể chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, rồi nó ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng không tốt cho sức khỏe. Đó là điều thứ nhất, đó là cần. Tôi nhắc lại, đó là một vấn đề mà cần phải một có một ý chí kiên cường, quyết tâm. Chúng ta phải quyết tâm đến cùng và chúng ta phải giữ cái lòng quyết tâm đó trong suốt quá trình giảm cân của chúng ta. Vấn đề thứ hai, đó là về chế độ ăn uống. Thì các bạn cũng biết rồi, chế độ ăn uống chúng ta quyết định 70% vấn đề mà giảm cân thành công hay không, 30% thì phụ thuộc vào những vấn đề khác. Và các bạn nên nhớ tôi nhắc lại, đó là 70% quyết định ở chế độ ăn uống. Vậy thì chúng ta ăn uống như thế nào để mà giúp chúng ta giảm cân hiệu quả? Thì hàng ngày tôi không khuyên các bạn là phải nhìn ăn. Giảm cân không có nghĩa là các bạn nhìn ăn, mà các bạn phải chọn lựa thức ăn như thế nào phù hợp, thay thế một số chất để thay thế cái chất, hạn chế chất này và thay thế bằng những cái chất khác có lợi cho cơ thể hơn. Chế độ ăn, trước tiên chúng ta nói về vấn đề tinh bột. Thì tinh bột các bạn biết rồi, tinh bột thì gồm có thể dùng chúng ta ăn cơm nè, ăn bánh mì nè, ăn những cái chất tinh bột mà chế biến từ gạo đó, thì cái đó là tinh bột, hoặc là những chất đường, ví dụ như là đường, đường cát, đường mía, hoặc là nước mía, hoặc là bánh kẹo chè, đó là những cái loại tinh bột mà chúng ta không nên ăn. Tại vì thực sự cái đó là tinh bột hấp thu nhanh. Hấp thu nhanh là sao? Tức là cái lượng tinh bột đó khi mà chúng ta ăn vào, cái lượng đó lập tức, cái lượng đường nó được hấp thu vào máu và nó đạt cái đỉnh ngưỡng rất là cao. Và khi mà, hay là hoặc là chuyên môn người ta gọi là cái đỉnh mà GI các bạn, thì cái điểm GI nó cao như thế thì lập tức là qua khỏi cái ngưỡng thì cái trong máu chúng ta lập tức nó tiết ra cái insulin, và chất insulin này nó sẽ chuyển hóa cái lượng đường dư á, cái ngưỡng đường nó sẽ lên những xuống như vậy, thì khi mà nó đạt qua khỏi cái ngưỡng đó rồi thì lập tức cơ thể sẽ sản sinh ra insulin, và insulin sẽ lập tức chuyển cái lượng đường đó thành mỡ, và chúng ta tích trữ lâu ngày thì chúng ta sẽ gây béo phì. Nên chúng ta phải, cái thứ nhất là chúng ta chọn cái loại tinh bột mà có chỉ số GI thấp, tức là các bạn sẽ chọn, thì một số các bạn sẽ tham khảo một số cái bảng thức ăn á, người ta sẽ có liệt kê ra là những cái chỉ số, cái thức ăn nào có chỉ số GI thấp. Ví dụ như khoai lang nè, ví dụ như bắp nè, thì là cái đó là có GI thấp, thì nó không có vượt cái ngưỡng được thì cơ thể chúng ta không tiết ra insulin, và insulin nó sẽ không chuyển hóa cái đường dư đó thành tế bào mỡ. Cũng như là chúng ta chuyển một số thí dụ chúng ta chuyển đổi từ mà gạo trắng chúng ta ăn qua thí dụ như gạo lứt chẳng hạn, thì cái gạo lứt nó là cái loại tinh bột hấp thu chậm. Chúng ta có thể sử dụng gạo lứt để chúng ta thay thế cơm, cơm bằng cơm trứng, cơm trắng hàng ngày á. Thì gạo lứt nó, cái thứ nhất nó có chất xơ, tại vì nó có chất xơ như vậy nó bao quanh cái hạt gạo và nó làm cho cái giải phóng tích gluco trong cái gạo lứt nó sẽ thấp, nên là nó không có tích trữ mỡ, nó giúp chúng ta no lâu và nó làm cho cái đỉnh GI nó thấp, thì nó không có làm chúng ta bị béo, bị chuyển đổi từ cái đường thành cái lượng tế bào mỡ. Chế độ ăn thứ hai chúng ta nhắc tới đó là chất béo.
Thì chất béo các bạn biết rồi, chúng ta không nên kiêng hoàn toàn chất béo, mà thực sự chúng ta ăn chất béo rất có lợi cho cơ thể. Cái vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta ăn chất béo như thế nào và chúng ta chọn những loại chất béo nào có lợi cho cơ thể. Thì trong chất béo các bạn biết rồi, nó có hai loại, đó là chất béo không no và chất béo no, hay người ta còn gọi là chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa. Thì cái chất béo không bão hòa nó rất có lợi, rất là có lợi cho cơ thể của mình. Chất béo không bão hòa nó có nhiều ở đâu? Nó có nhiều ở trong dầu thực vật và dầu cá. Cái trong chất béo không bão hòa nó có chứa hai cái loại chất rất là quan trọng đối với cơ thể chúng ta mà cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được, đó là omega 3 và omega 6. Omega 3 thì có nhiều ở trong dầu thực vật, ví dụ như dầu đậu nành, như là dầu hướng dương, như là dầu đậu phộng. Còn omega 6 thì có nhiều trong dầu cá, ví dụ như dầu cá thu, dầu cá chích hay dầu cá hồi. Đó là những cái lượng dầu mà rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Ngoài ra thì cái chất béo nó là một cái nguồn cung cấp năng lượng. Khi chúng ta ăn chất béo thì chúng ta sẽ cái năng lượng nó tạo cho chúng ta nhiều hơn, chúng ta sẽ cảm thấy no lâu hơn, chúng ta sẽ không cảm thấy đói. Và một cái nữa là chất béo nó còn giúp hòa tan một số cái vitamin tan trong dầu, ví dụ như vitamin A nè, vitamin E và vitamin D. Những cái vitamin này rất là cần thiết cho cơ thể của chúng ta, và những cái chất đó nếu mà không có chất béo chúng ta không hấp thu được vitamin đó, và nếu mà không hấp thu được thì chúng ta sẽ bị thiếu vitamin D. Vitamin D chẳng hạn thì rất là cần cho vấn đề mà phát triển của xương, nên là chúng ta cần phải bổ sung chất béo. Nhưng mà chúng ta phải bổ sung như thế nào? Tức là đối với một người cần một cái lượng mà calorie trong ngày là khoảng 2.000 kilocalo thì cái lượng chất béo chúng ta ăn vào trong ngày chỉ khoảng 65 gram chất béo mà thôi. Đó là nên là các bạn cái đó các bạn cũng lưu ý về vấn đề mà sử dụng chất béo. Một chút ai là chúng ta nên tăng cường chất đạm. Chất đạm ở đây là thịt, là cá, là chất đạm có trong trứng, và chất đạm nó cũng có trong sữa nữa. Thì các bạn có thể sử dụng những chất đạm có lợi cho cơ thể, không có nhiều cholesterol, đó là những chất đạm mà từ thịt, mà thịt trắng. Các bạn hạn chế ăn thịt đỏ. Thịt đỏ ở đây tức là cái thịt có màu đỏ thì các bạn không nên ăn, tại thực sự những cái thịt có màu đỏ nó chứa rất là nhiều cholesterol, và cholesterol thì không tốt cho sức khỏe. Thì chúng ta lựa những cái loại thịt mà người ta gọi là thịt trắng, ví dụ như thịt gà này. Ví dụ như các bạn thấy là những chế độ ăn của người nước ngoài đó, người ta rất thích ăn ức gà. Nhiều khi mình ở đây có khi cái thói quen của dân Việt Nam thì không thích ăn ức gà, nhưng mà thực sự thì ức gà nó là cái chỗ mà nó nhiều đạm mà nó lại ít cholesterol nhất trong cái con gà. Ăn ở ức gà nè, rồi chúng ta có thể ăn cá, chúng ta ăn trứng, thì mấy cái đó chúng ta đều có thể sử dụng được trong quá trình cái bữa ăn của chúng ta. Và vấn đề nữa, chế độ ăn là chúng ta tăng cường lượng rau xanh. Rau xanh thì nó chứa gì các bạn? Chứa vitamin và chi. Cái quan trọng là chất xơ, thì vitamin và chất xơ thì rất tốt cho cơ thể, nó sẽ làm hệ tiêu hóa chúng ta tốt hơn và nó không có làm chúng ta bị béo. Một cái nữa là chúng ta nên ăn nhiều trái cây. Thì trong trái cây chúng ta cũng có rất là nhiều vitamin và có một nhiều chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên thì để mà tránh vấn đề mà béo phì thì chúng ta nên ăn những trái cây mà đừng chín quá, đừng có vị ngọt quá. Ví dụ như là mít hoặc là sầu riêng thì chúng ta ăn được, nhưng mà chúng ta không nên ăn nhiều. Và thực sự thì những loại trái cây đó cái lượng đường của nó hơi cao, nhưng mặc dù mình biết rằng cái lượng đường trong cây, trong trái cây thì cái đường của trái cây nó tốt hơn những cái đường mà chúng ta, ví dụ như đường chúng ta ăn đường trắng, đường kính chẳng hạn, thì cái đó nó không có lợi bằng cái lượng đường trong trái cây. Điều quan trọng nữa là chúng ta phải uống thật là nhiều nước. Một ngày chúng ta phải uống từ 2 tới 3 lít nước để chúng ta giúp cho công trình trao đổi chất trong cơ thể nó tốt hơn và nó có lợi cho sức khỏe hơn. Một cách thứ ba, cách cuối cùng để chúng ta có thể giảm cân hiệu quả tại nhà, đó là gì? Đó là chế độ tập luyện. Ngoài vấn đề ăn uống tốt ra, chúng ta cũng nên vận động, luyện tập cho cơ thể chúng ta có một sức khỏe dẻo dai. Ví dụ chúng ta có thể luyện những bộ môn mà vận động toàn cơ thể, ví dụ chúng ta chạy bộ nè, là chúng ta hoặc là đạp xe đạp, thì nó sẽ tốt cho cơ thể của chúng ta hơn. Tức là người ta gọi là những bài tập mà cardio đó, tức là bài tập có tốt trong tim, cho hệ tim mạch đó các bạn. Thì các bạn nên tập những bài tập đó thì nó sẽ tốt cho cơ thể chúng ta hơn. Đó là tôi mới chia sẻ với các bạn về ba cách áp dụng giảm cân tại nhà, thật là đơn giản, thật là dễ làm, phải không các bạn? Ba cách đó thì tôi nghĩ rằng các bạn nếu mà có một cái vấn đề mà chúng ta có một sự quyết tâm cao độ, chúng ta áp dụng chế độ ăn thật là khoa học hoặc là đúng, và chúng ta có một chế độ luyện tập phù hợp, thì tôi tin rằng vấn đề giảm cân đối với các bạn không có gì là khó khăn cả. Và chúng ta sẽ lấy lại vóc dáng của chúng ta, chúng ta sẽ có một body thật là đẹp để chúng ta tự tin mặc những bộ đồ ôm sát người, chúng ta có thể khoe được các cái vòng của chúng ta một cách rõ ràng, chúng ta có thể tự tin đứng trước mọi người, chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta sẽ xinh đẹp hơn,
và chúng ta sẽ, mà cái quan trọng là khi chúng ta giảm được cân thì chúng ta sẽ bảo vệ được cơ thể chúng ta khỏi, tránh được một số bệnh tật nguy hiểm đối với những người bị thừa cân béo phì. Nếu các bạn thấy rằng cái video của tôi nó có hữu ích cho các bạn hoặc là cho một ai đó thì xin các bạn bấm chia sẻ và bấm đăng ký kênh của tôi để mai mốt tôi sẽ sớm nhận được những cái video tiếp theo của tôi một cách sớm nhất. Sau này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số cái vấn đề, ví dụ như giảm cân về dầu dừa chẳng hạn, thì cái đó cũng rất là tốt. Và một số cái vấn đề về quanh vấn đề giảm cân thì xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và